Chào mọi người, hôm nay mình cũng làm một đoạn video chia sẻ về cái vấn đề mà bỏ phân cho cây cà phê. Thế thì đối với những cây cà phê đang bước vào giai đoạn kinh doanh như thế này, một năm chúng ta nên bỏ cho nó bao nhiêu đợt phân? Thế thì theo cái nhìn tổng thể của mình thì mình thấy rằng là đa số bà con là một năm là chúng ta bỏ 3 đợt phân. Đợt thứ nhất đó là vào giai đoạn đầu mùa mưa, đó là giai đoạn vào đầu tháng 5 hoặc giữa tháng 5 gì đó là chúng ta bỏ một đợt. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mà bà con hay bỏ vào đầu tháng 7. Và cái đợt thứ ba là bà con hay bỏ vào cái giai đoạn là cuối mùa mưa, có nghĩa là cuối tháng 9 là bắt đầu bà con ta bỏ 3 đợt. Vậy thì cái việc mà bỏ 3 đợt như thế thì theo như cái quan điểm của mình thấy như thế này. Thì cứ một đợt như thế, nếu mà bỏ 3 đợt thì mỗi đợt là ba số bà con là ta thông thường là chúng ta bỏ cho nó một ký phân trên một gốc cà phê. Thế thì khi chúng ta bỏ một lần mà bỏ với số lượng nhiều như thế thì cái điều nó xảy ra đó là cây nó không thể hấp thụ được hết từ đó phân được. Một phần là do thứ nhất đó là do mưa nó sẽ rửa trôi, ngấm sâu. Một phần là nó sẽ bốc hơi lên. Do đó khi chúng ta bỏ một ký phân trong một lần bỏ như thế thì khả năng cây hấp thu được chỉ là khoảng từ 60 cho đến 70% là tối đa thôi. Còn lại là thất thoát. Như vậy các bạn thấy là chúng ta thất thoát với một lượng phân rất là lớn. Cũng giống như cơ thể chúng ta thôi. Chúng ta đi ăn đám cưới đúng không? Chúng ta thấy rằng cái bữa nào chúng ta đi ăn đám cưới thì cái lượng đạm trong cơ thể của chúng ta nó quá nhiều. Do đó cơ thể của chúng ta nó chỉ hấp thụ được một phần nào đó thôi. Còn lại nó sẽ đào thải qua đường nước tiểu. Như vậy cơ thể chúng ta không thể hấp thu được. Giống như cây cà phê chúng ta cũng như thế thôi. Khi chúng ta bỏ một lần với số lượng phân như thế thì nó chỉ hấp thụ được một phần nhỏ. Còn một phần còn lại thì nó sẽ thất thoát. Và cây nó sẽ dừng lại và nó không hấp thu nữa. Do đó chúng ta bị thất thoát cái lượng phân rất là lớn nếu mà một năm chúng ta bỏ 3 đợt. Như vậy thì cứ một lần với chúng ta cái tưởng tượng này. Nếu như một lần chúng ta bỏ 1 ký thì tương ứng với khoảng 2 chén, 2 cái bát ăn cơm của chúng ta đó. Thay vì mỗi lần chúng ta bỏ với số lượng liều như thế thì chúng ta nên, theo quan điểm của mình nhé, thì nên chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt như thế là chúng ta nên chia nhỏ nó ra. Như vườn cà phê lá xoài của nhà mình đây. Một năm nhà mình là mình bỏ 4 đợt. Thay vì 3 đợt thì mình lại bỏ 4 đợt. Bỏ 4 đợt thì nó có nhiều cái ưu điểm hơn bỏ 3 đợt ở chỗ này mọi người này. Thứ nhất đó là mình bỏ vào đúng cái thời điểm. Ví dụ đây, đây là giai đoạn cây cà phê nó chuẩn bị bước vào giai đoạn rụng trái rất là nhiều, rụng trái sinh lý. Rụng trái sinh lý là vì sao nó rụng trái sinh lý? Thứ nhất đó là vì cây nó không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để nó hút và cung cấp cho trái. Nên nó bắt buộc nó phải đào thải. Vậy thì cái giai đoạn này chúng ta trước khi rụng trái, mình làm một cái đoạn video trước cho mọi người cùng tham khảo đấy. Trước khi rụng trái từ 10 đến 15 đến 20 ngày gì đó là chúng ta đi cho nó một đợt phân rồi. Khi chúng ta đi cho nó một đợt phân trước giai đoạn nó rụng trái như thế thì cây nó sẽ hấp thu được lượng phân và các chất dinh dưỡng cần thiết. Nó lưu trữ lại ở thân, cành, lá, quả. Do đó nó đủ lực để nó lướt qua được giai đoạn rụng trái sinh lý. Đó là cái việc mà bỏ phân đúng thời điểm thì đó là điều quan trọng nhất. Nếu như thay vì 3 đợt chúng ta lại bỏ thành 4 đợt đi. Mình nói 4 đợt thì mình sẽ bỏ như sau. Thứ nhất đó là giai đoạn đầu mùa mưa. Mình sẽ bỏ vào giai đoạn đầu tháng 5 là mình sẽ bỏ cho nó một đợt. Đợt thứ hai đó là đợt cực kỳ quan trọng nhé. Nếu như chúng ta bỏ 3 đợt thì chúng ta sẽ bỏ vào đầu tháng 7 đúng không nhỉ mọi người nhỉ? Nhưng nếu mà chúng ta bỏ 4 đợt thì cái đợt thứ hai này này là cái đợt cực kỳ quan trọng để giúp cho cây cà phê chúng ta là lướt qua được giai đoạn rụng trái sinh lý. Đó là chúng ta bỏ vào giai đoạn giữa tháng 6. Mọi người nhé, giữa tháng 6 bởi vì mình muốn thì sao là chúng ta lại bỏ vào giữa tháng 6. Khi chúng ta bỏ vào giai đoạn giữa tháng 6 thì cây nó hút lên đủ các phân NPK, trung vi lượng, canxi bo cần thiết để nó lưu trữ lại trên cây. Thì nó sẽ giữ lại được cái lượng trái trên cây này rất là tốt. Hạn chế được rất là nhiều cái việc rụng trái sinh lý. Đó, đợt thứ hai là chúng ta bỏ như thế đến đầu đợt tháng 3. Đó là giai đoạn mà đầu tháng 7 cho đến giai đoạn tháng 8, tháng 9 á. Thì giai đoạn này cây cần rất là nhiều phân, đặc biệt là kali, canxi bo để nó nuôi trái, đúng không? Vậy thì chúng ta bước vào giai đoạn này thì chúng ta bỏ vào đợt thứ ba. Đợt thứ ba thì mình hay bỏ vào giai đoạn đó là cuối tháng 7 là mình bỏ cho nó rồi. Tại sao mình lại bỏ vào cuối tháng 7? Bởi vì các bạn thấy là giai đoạn cuối tháng 7 này giai đoạn cây rất là cần phân để nuôi trái, phát triển cành lá, đúng không? Mà nếu như chúng ta bỏ có ba đợt thôi thì chúng ta thấy là đầu tháng 7 chúng ta bỏ rồi thì lúc đó là cái trái này nó đã rụng, trái sinh lý nó đã rụng mất rồi. Thì cái đầu tháng 7 chúng ta bỏ nó chỉ có tác dụng là gì nhỉ? Nuôi những trái mà cây cà phê đang giữ lại thôi. Còn những trái sinh lý nó rụng thì nó lại mất rồi. Ta lãng phí mất cái đợt phân nó. Như vậy đợt trái nó rồi. Và thứ hai nữa gì? Đầu tháng 7 chúng ta bỏ thì đến mãi cuối tháng 9.
cuối mùa mưa chúng ta mới bỏ. Như vậy giai đoạn này nó bước vào giai đoạn là rất là lâu. Cây đói, có nghĩa là từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 9 ta mới bỏ lại đợt 2, thì gần 2 tháng trời cây mới được ăn phân lần thứ hai. Như vậy là các bạn thấy là cái giai đoạn này nó cây nó chờ rất là lâu. Thay vì như thế, nếu chúng ta bỏ 4 đợt rồi thì giữa tháng 6 chúng ta bỏ đợt 2 rồi này, thì cuối tháng 7 chúng ta lại bỏ đợt 3. Nhưng mà thấy các bạn thấy là giai đoạn mà cây nó chờ nó rất là ít lại, mà hai nữa nó có phân để nó hấp thụ, để nó nuôi trái, nuôi cành, nuôi thân. Ok, thân bè. Và giai đoạn thứ tư nữa là mình bỏ muộn một chút xíu cũng không sao hết, đó là giai đoạn thứ tư là chúng ta bỏ vào giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10. Khi đó giai đoạn đó là cuối mùa mưa chúng ta bỏ, thì chúng ta bỏ muộn như thế mục đích để làm gì nhỉ? Để giúp cây cà phê chúng ta có sức khỏe tốt, đúng không? Có đủ năng lượng, tích tụ được các hàm lượng phân cần thiết trong cây để nó chống chịu được giai đoạn mùa khô kéo dài cho cây cà phê. Như vậy là các bạn thấy là cái việc mà chúng ta bỏ phân chia ra nhiều đợt thì nó có nhiều cái ưu điểm hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta bỏ 3 đợt. Có những vườn thì một số bác làm siêng thì làm những cái vườn này thì bao giờ cây cà phê nó cũng rất là tốt, đó là gì nhỉ? Thay vì mỗi lần chúng ta bỏ hai chén phân đi thì những vườn đó người ta bỏ mỗi lần một chén thôi. Như vậy là các bạn thấy là nếu bỏ 3 lần thì 3 lần bỏ này mỗi lần 2 chén thì có thể là tương ứng với lại là 6 chén ăn cơm của chúng ta đó. Thì sau vì 6 chén ăn cơm chúng ta bỏ 3 lần thì chúng ta chia thành 6 lần. Mỗi lần một chén thôi. Như vậy là một tháng nào chúng ta cũng có phần cho cây cà phê nó ăn hết, thì những vườn cà phê đó cực kỳ đẹp mọi người ạ. Đó. Như vậy là theo quan điểm cá nhân của mình thì những vườn nào mà chúng ta có điều kiện tốt thì chúng ta nên chia nhỏ như thế. Còn nếu không thì như cái đám cà phê nhà mình này, chia thành 4 đợt, thay vì mình bỏ 3 đợt thì mình lại thành 4 đợt. Đợt thứ nhất đầu tháng 5, đợt thứ hai giữa tháng 6 để nó giúp cho cây cà phê có đủ năng lượng, tích tụ các hàm lượng phân cần thiết để nó giữ trái, tránh nụ trái trên lý. Đợt thứ ba đó là giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8. Và đợt thứ tư là đợt cuối cùng, đó là giai đoạn vào cuối tháng 9 là mình bỏ phân cho nó. Thì cái vườn cà phê chúng ta đảm bảo đẹp và cây lúc nào cũng có phân, đúng không? Phân cần thiết đúng thời điểm, đúng lúc, đúng thời điểm thì cây cà phê chúng ta mới sinh trưởng và phát triển tốt được mọi người. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình. Còn bạn nào, bác nào mà có cách bỏ phân nào nó hay hơn, hữu ích hơn thì rất mong những người bác đó là chia sẻ dưới cái phần bình luận để chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về cách bỏ phân cho cây cà phê như thế nào đó cho nó đạt hiệu quả. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người xem video nhớ cho mình một like và một lượt kênh đăng ký để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo nhé. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.